nằm mà không biết. Bác đi, chị đi đi. Nhiều quá nhưng mà bị bác ơi, bác quay ở đây ngồi tôi bảo nè, tôi hỏi thật bác nhé, bác còn nhớ là
Bác, còn người thân nào không? Không. Bác cứ nhớ lại xem nè, còn người thân nào nữa không? Sao lại có người bảo là chồng nhỉ? Có cuộc gọi nói là chồng. Thế hả mẹ? Mẹ ai có chuyện gì đấy? Không có chuyện gì hết mẹ. Tự nhiên hôm qua mẹ có cuộc điện thoại gọi. Có người gọi điện thoại nhận là người thân của bác đấy, là xem video của kênh nhà mình. Đã nưu nạc ở nhà lúc nhớ lúc quên, nay giờ hỏi bác đấy, bác bảo không có người thân. Thế là chị Đạt không nhớ à? Chứ không phải là không biết có hay không à? Thế chị Đạt là không nhớ hay là không có người thân? Không nhớ gì. Không nhớ à? Thế khó nhỉ mày nhỉ? Thế mới khó chứ. Tôi không nhớ gì cả, không biết gì. Uống nước đi. Báo nước lên. Gọi chị uống này. Tự nhiên tôi đau đầu lắm, tôi vào giường tôi nằm một tí. Bác đi, chị đi đi. Mẹ, thế con hỏi thật nhá, sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện người thân của chị Đạt thế? Tự nhiên hôm qua mẹ có cuộc điện thoại gọi cho mẹ là nhận người thân của bác Đạt. Mà bây giờ mẹ hỏi bác đấy, bác hiểu bác ấy không nhớ, mà lúc thì bác ấy nhớ, lúc bác ấy quên. Mẹ không biết là như thế nào. Thế vậy bây giờ phải làm sao nhỉ? Cứ để xem người ta đến xem như thế nào.
ghê. Thôi mẹ, giờ con đi cho Lambo với Lula ăn nhé. Ôi, tín dụng ở đâu rồi? Con đi cho mẹ nhé, mang vào cho Lambo với Lula. Làm sao thế? Không sao. Có phải thuốc men gì không? Không bà, con chỉ hơi đau đầu một tí. Không phải thuốc men gì cả. Thế thì bác làm nghỉ nhá. Tôi đi tôi chặt cây tre nhá. Thế rồi tôi đi với. Thôi bác mệt ở nhà. Không, tôi không mệt, tôi chỉ hơi đau đầu một tí thôi. Bác không nghỉ, tôi đi chặt tre. Cho tôi đi mới không, tôi ở nhà tôi buồn. Thế còn dao thì mày dao nữa. Bác mời bác người nhà tôi đi mài con dao đã. Tôi đi mấy người nhà tôi buồn lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bác ngồi đây, tôi sang kia tôi mua bùng chuối về ăn nhá. Bay đâu hả? Ngay đây thôi. Tôi đi mấy. Lại tôi đi mấy. Ủa thì đi. Mới xin những cây này chứ không có người, ông chả dám xin. Xin thì tao ăn trộm chết. Đi sang mua nhưng người ta không bán quả thì lại xin cây. Sợ đắt rẻ. Sợ đắt rẻ người ta không bán. Mua bùng chuối người ta sợ đắt tiếng hả? Cụ tôi làm cái gọng vó để cắt tép, lấy tép ăn nhá. Vâng. Dao đi, lấy về lấy đâu nữa nhỉ?
Mình chắc đâu là cũng vậy tên tác cả nhưng mà mồm à, ôi trời bắt mồm mà, bắt mồm ăn hả? Ôi trời, à nhưng bắt cho Nhật để đi vào cho mà mẹ cho bú nha, ôi trời ơi, ôi trời, đây cho bú, ôi trời ơi, đây, lúc nào cũng thèm bú nha. Ôi trời, em dạy bú này. Nè nè. Ừ, đây nữa nè. Đây. Cái bạn này thì bao giờ cũng đến trêu nhá. Đến trêu nhá. Đấy. Trêu như tìm cả rừng đi, không thấy rồi.